một người phụ nữ gần 40 tuổi mới bắt đầu làm ra những đồng tiền do chính mình. Từ bé mình đã thấy là cái tivi nhỏ xíu vậy mà sao anh Trung Dân anh chui vô trong được. Mình ước ao mình sẽ có ngày mình chui vào tivi. Với nghệ thuật thì mình mới cảm thấy là mình không yêu nghề thì không bao giờ mình theo được. Tại nó rất là trong gai. Thời thơ ấu của Văn Thanh thì nói chung nó là được giải hoa hồng. Cho tới cái ngày mà mẹ gả chồng á, cũng thương bố chồng lắm, dạy Văn Thanh nè ha, từ cách lặt rau muống nè, cách kho thịt nè, cách ta nấu cơm nè, có nghĩa dạy cho Văn Thanh tất cả. Thì lúc đó là Văn Thanh cứ nghĩ là cuộc đời của Văn Thanh toàn là một màu hồng. Nhưng mà cuộc đời mà đến lúc mà mình biết rồi á, thì giống như là mình cảm thấy mình bị lừa, mình chịu không nổi, thế là không nói không rằng vậy, đi ra khỏi nhà luôn.